Ông này. Rồi mời ông này, rồi với bà này. Mời đi. Rồi ông. Dạ tôi tên là Điểu Sê-rem dân tộc. Tên là gì? Tên là Điểu Sê-rem dân tộc Su-sê-rem. Sê-rem. Sê-rem. Người dân tộc gì? Tên dân tộc Sê-tiên. Rồi Sê-rem dân tộc Sê-tiên. Bao nhiêu tuổi? Năm 62 tuổi. Đạo gì? Đạo xưa thì đạo Tin Lành. Thì bỏ chúa trở ra hồi con chết thì buồn, bỏ từ 2006 tới giờ thì con cũng muốn quay về với đạo Tin Lành. Rồi nghe tin mừng là đạo Thiên Chúa ở đây thì linh nghiệm hơn. Thì tôi bị bệnh tai biến là năm nay 3 năm rồi. Thì năm nay tôi đi được 2 lần 3 lần này. Đi lần thứ nhất thì tôi đỡ cái chân, lần thứ hai tôi đi, tôi bán được đi bán được cái số, tôi đi được cái xe nữa. Là tôi cũng mừng là ông trời, ông Giêsu giúp đỡ cho tôi. Vậy thì tôi cũng mừng, cảm ơn. Lần này thì lần thứ ba này tôi đi, tôi chắc chắn là tôi hết hẳn. Hallelujah. Đây là một người dân tộc rồi đi theo đạo Tin Lành, rồi thì bị tai biến, rồi bị tai biến liệt hết đến đây 3 lần. Lần thứ nhất là bắt đầu đỡ được cái chân, lần thứ hai đỡ được cái tay, và lần thứ ba là ông bảo đã bỏ, không cần nặng, không cần xe lăn, mà đến đây là cảm ơn trời, cảm ơn ông Giêsu đã cứu chữa ông ấy. Bây giờ có tin vào Chúa không? Có. Có muốn quay về với Chúa không? Có. Có muốn sống gắn bó với Chúa không? Có. Hallelujah. Đây gửi tặng cho ông cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho ông. Cảm ơn cha rất nhiều. Đó, bây giờ ông đi ngon lành như vậy, không cần nặng, không cần xe lăn, không cần gậy nữa.